Ồ, em chào các bác nhá. À, các bác này, cái nồi của em ngon quá. Đây là cái nồi chân chó linh của em nhé các bác nhé. À, chín rồi các bác. Bây giờ em gắp ra mời các bác cùng đi thưởng thức em nhé. Tạm biệt các bác. Đấy. Đây các bác này. Ngon lắm các bác. Giờ rét này ăn cái này ngon lắm các bác nhá. Bây giờ em gắp ra cái các bạn nhìn thấy chưa, hấp dẫn chưa? Ui giời, ngon lắm các bác nhá. Đấy. Đấy chê làm sao được. Công an thì nó học phí quá. Em phải gắp ra cái khay này, em mời các bác cùng thưởng thức nhé. Tỏ vật to vã các bạn này. Ui xôi, ngon quá các bác. Đây, ai mà không ăn được thì các bác nhỉ. Ngon lắm các bác nhé. Nóng hôm nay gió bắc cái này mà ăn cái này thì thôi. Quá tuyệt vời nữa các bạn. Biến chê các bạn nha. Ui. Ngon à các bạn. Ây, xong rồi các bác ơi. Quá tuyệt vời. Rồi, xong rồi các bạn. Rồi các bạn đi ra mâm của em nhé. Ăn đây các bạn. Đấy, ăn đây. À, em chào tất cả các bác nhé. Chào tất cả mọi người. Chào tất cả các bạn. Các bạn ạ. Tin hẹn lại lên. Thì hôm nay lại gặp lại các bạn và tất cả mọi người. À, hôm nay thì chúc các bạn phải lau chân trong tay cho sạch sẽ các bạn. Thì đến hẹn lại lên. Hôm nay sẽ đến lại gặp lại các bạn và mọi người trong một mùa đông khá lạnh. Đấy. Thì hôm nay Trần đến làm một cái món mới các bạn nhé. Và tất cả mọi người này. Hôm nay thì đây là cái cây gì đây thì cổ hoa thì cũng biết đấy. Ten ten ten, đây là món đặc biệt của Trần đến. Các bạn có biết món này là món gì không? Chân gì không? Đấy, nó to như này nhé, mà ngon như này. Không ăn thì thực sự là lãng phí, đúng không? Đấy, hôm nay mình giới thiệu tất cả mọi người với các bạn là món chân chó hầm. Hôm nay mình sẽ mời các bạn. Nếu trong thời gian hầm thì mình cũng không quay cho mọi người xem. Bởi vì là cắt làm một tí là lạ để cho nó gần gũi nhau hơn. Thôi, cũng không mất thời gian của mọi người nữa. Thì chắc mọi người tầm này cũng đang đói rồi. Thì mình cũng xin phép mà muội mời tất cả mọi người và các bạn thưởng thức cái món chân chó hầm của mình nhé. Đây, hôm nay thì mình chấm với cái nước này các bạn này. Đây, ớt xanh, rồi thì muối trắng, đấy, hành tỏi, mì chính. Mời nhé, mời tất cả nhà, mời các bạn. Ngon lắm mọi người ạ. Cực ngon luôn. Cái chân chó này nhé, xin chia sẻ với tất cả các bạn và mọi người nhé. Làm một ninh dừ ấy, thì có cách nhanh dừ lắm nhé, cực kỳ nhanh dừ luôn. Wow. Nếu chân chó này mà không có nước suất thì các bạn thì ninh rất lâu, thời gian rất lâu. Nhưng hôm nay mình giới thiệu các bạn một cái loại mà tiết lộ các bạn nhé, một cái ná để ninh nhanh dừ. Bạn biết là gì không? Thành phố thì ít nhá. Ở nông thôn như mình những nhóm quê ở quê nhóm chỗ làm mít các bạn. Đấy, tiết độ các bạn nhận làm mít. Ninh chân chó này nhanh dư cực kỳ luôn. Đấy. Thời gian ninh nó rút ngắn lại rất nhiều. Ăn cái quả ngon hết. Đây là không phải là các bạn nhá. Đây là không phải là sống như các bạn nhá. Đây là mình ninh bằng cái gì nhỉ? Cái nắm mít ấy, như cái màu thế nhá các bạn nhá. Đây. Nếu mà sống thì không ăn được đâu, dai lắm.
mềm lắm rồi. Đây, mọi người này, nó mềm như này mình xé rất dễ nhé. Đấy, mình ninh bằng lá mít nó nhanh dừa. Thường thường nếu mà cái này mà cho nên phải mất vài tiếng hồn bây giờ, nếu mà nên bước thường nó lâu rồi như bạn ninh làm mít thì nó sẽ rút ngắn thời gian được khoảng 40 phút là đã dừa, đã mềm lắm rồi. Rất mềm nha mọi người nhé. Đây. Mình không lừa dối luôn nhé. Rất mềm nha mọi người này. Đây. Đấy. Xé ra rất dễ này. Món này ngon mọi người. Mà mua rẻ lắm. Cái này như là phụ nữ ăn thì đang kiểu như là sinh con ấy mà ăn này nhiều sữa lắm. Tuyệt vời. Cải miếng to này thích này, đấy, cải miếng to thích lắm này, mềm lắm nhá, đấy. Câu cái ra ngay này, đấy, ngon như này mà, này mọi người này, ngon tuyệt vời, à. Đây, mình chấm cái ớt xanh này, tỏi này, đấy, ớt xanh, tỏi, mì chính, cả hành khô các bạn nhé. Ngon lắm. Thịt này mọi người này, luôn thịt nhé, ăn nóng nó ngon mọi người, mùa đông này phải ăn nóng. Mềm cực luôn, chân chó ngoan. Còn quá. Đây, mọi người này, cái quả này mình không biết là tên quả mình quên mất tên. Rồi, mời mọi người nhé.
Cái chân chó này các bạn nướng ngon lắm nhá. Nhưng mà biết làm ấy, nướng rất ngon luôn. Hôm nào mình sẽ làm một món nướng một chân chó cho các bạn xem, chia sẻ các bạn nhé. Nhiều người các bạn là nướng mà rắn ăn theo được mà không biết làm thì cả nướng nó không ngon. Bình thường nhá, mà mọi người và các bạn nhá, mà Linh được nó nhiều như này nhá, mình mất khá nhiều thời gian đấy. Đấy, đấy, mềm như này mà. Đấy, không mềm thì không bột xé như này được, bởi vì chân chó rất cứng. Các mọi người ngon chưa? Nhiều thịt nhiều đúng không? Quá nhiều thịt luôn. Đấy. Và mọi người này. Ngon như này tổ trứng ăn mọi người nhỉ. Ngon này tổ chim ăn đúng không? Ngon lắm. Đây, mời mọi người này. Đây này, mình ngon này. Đó. Tuyệt vời. Nếu bình thường ấy mà đủ khoảng 3 người mà uống rượu ấy, gọi là nhậu ấy, thì chỉ cần hơn chục cái chân chó thôi, hầm thôi, uống rượu tuyệt vời luôn. Nhiều người nghĩ là ta chân chó để bỏ hết đúng không người các bạn. Đấy, đây là mình xương nhá, nó làm gì đâu, đây là do mình biết phải biết làm thì bán được hết được, còn mình không biết làm nhá thì không ăn hết đâu, chỉ bỏ hết. Cái chân chó này hầm đu đủ nó cũng nhanh dừ, nhưng mà cái đu đủ là không nhanh dừ bằng cái nắm bít nhá. Nắm bít này nhanh dừ hơn. Mà có đắp một video mình đã làm ấy, cái chân chó lên mấy là đu đủ ấy. Nhưng có dừ đâu, không dừ, nên khá lâu không dừ nhá. Nhưng mà Linh bằng nắm bít này phải nói là tuyệt vời luôn. Thời gian rất chi là ngắn mà đã dừ rồi.
Thôi có lẽ video mình sẽ xin kết thúc ở đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mà cũng rất mong mọi người là luôn luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Và mọi người có ý những món ăn ngon như thế nào thì mình sẽ làm và chia sẻ với mọi người nhé. Và thời lượng video của mình đến đây là cũng xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào nhé.